Và còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Chị Hương Liên, miền Bắc thời tiết nắng và hanh khô. Còn ở các khu vực khác như thế nào ạ? Vâng anh Dương, các vùng miền khác thì thời tiết nó không khô như miền Bắc bởi ừ. vì là trời vẫn nhiều mây và có mưa. Kính thưa quý vị, chỉ trong vài tiếng chiều nay, một số nơi ở Lâm Đồng, Bình Thuận, Hậu Giang đã có mưa rất to với lượng mưa từ 54 đến 66 mm. Cơ quan khí tượng thủy văn đã phải đưa ra tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại Lâm Đồng và Bình Thuận Dự báo từ nay đến ngày mùng 5 tháng 5, mưa rông vẫn còn duy trì và sẽ tập trung ở Nam Tây Nguyên và Nam Bộ. Cục bộ có nơi mưa to với lượng là từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Thời gian mưa tập trung là vào chiều và tối, nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh, ngập úng vùng trũng thấp vẫn còn. Riêng miền núi Tây Nguyên thì cần đề phòng với lũ quét, sạt lở đất. Miền Bắc nằm trong khối khí lạnh khô, không khí bị vắt kiệt độ ẩm, như tại thủ đô Hà Nội, hai ngày nay độ ẩm có lúc xuống chỉ còn là 21 đến 29%. Dự báo sang ngày mai, độ ẩm sẽ gia tăng nhưng vẫn ở mức khô là 40%. Những nơi khác ở miền Bắc cũng khô như vậy, từ Điện Biên phủ, Lào Cai, Yên Bái sang đến Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, độ ẩm đều không quá 50%. Trời nắng và hơi nóng vào buổi trưa với mức nhiệt là 29 đến 32 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thành phố Hải Phòng đêm nay không mưa, 19 độ, ngày mai trời nắng 29 độ. Thành phố Đà Nẵng đêm nay có lúc có mưa rào 23 độ, ngày mai không mưa, trời nhiều mây, 27 độ. Thành phố Hồ Chí Minh đêm nay mưa vài nơi, 25 độ. Ngày mai nắng gián đoạn 33 độ, chiều có mưa rông, có nơi mưa vừa mưa to cục bộ.